cả mấy bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay clip phi bài các bạn. Nhưng mà lần này mình sẽ không có phi bài các bạn. Mình sẽ phi bài bằng lá cây nha. Ok, giờ mình sẽ đi hái lá cây về phi bài cho mấy bạn xem nha. Này mình sẽ sử dụng lá bần nha mấy bạn. Lá bần này thường nó mọc ở bờ sông rất là nhiều. Đây lá bần đây. Các bạn có hay lạ không? Đó giờ nghe phi bài chứ chưa nghe phi lá cây đúng không? Mình sẽ lựa lá nào nó bự nha mấy bạn. Nhỏ quá mình khó phi. Đây mình đã hái được một nắm nè mấy bạn. Theo mình thấy thì cái lá bần này nè dễ phi hơn mấy cái lá khác mấy bạn, tại vì nó có độ cứng á. Giờ mình sẽ hái tiếp một mớ nữa nha, rồi mình về mình sẽ cắt ra. Cái bần này mình nghĩ ở đâu cũng có mà, rất là dễ tìm luôn mà không tốn tiền nữa. Còn bài thì mình phải đi mua. Đây là con sông của gần nhà mình nữa các bạn. Nước hơi đục xíu. Những lá nào đẹp á mình mới cắt á, thì ra mình thấy thấy đại luôn, về hồi mình lựa lại. Ok, thì mình sẽ đi về nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ lựa những lá không có xong mấy bạn, mình sẽ cắt bỏ hai đầu đi. Nó như vậy là được nè. Do là bằng nó lá nó tươi mấy bạn, thành ra sau ăn rất là nhiều luôn. Mình sẽ cắt như vậy là được nè. Do lá bần này nó rất là mềm mấy bạn, mình nghĩ mình chỉ phi được đầu giật thôi chứ không có phi đứt nổi hậu quả đâu. Giờ mình sẽ làm tiếp tục những cái lá còn lại nha. Đầu tiên mình sẽ phi ngã cái chai Pepsi này nha mấy bạn. We'll be right back.
Bây giờ thì mình sẽ phi thử vô quả dưa hấu này coi nó có găm vô nổi không nha mấy bạn. Bài thì mình phi được rồi đó, nhưng mà bằng lá cây này thì mình không chắc là nó sẽ găm vô được nha. Mình đón xem nha. Nó găm luộc như mấy bạn. Video phi lá cây ở đây nha mấy bạn. Bạn nào thấy hay thì cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nữa nha mấy bạn. Chào tạm biệt mấy bạn nha.